Mỹ sửng sốt khi Trung Quốc thử nghiệm tàu đổ bộ tấn công nguy hiểm. Chiếc tàu đổ bộ tấn công LHD lớp Type 075 đầu tiên của Hải quân Giải phóng Trung Quốc PLAN vừa qua có chuyến thử nghiệm lần đầu tiên trên biển. Đây là sự kiện rất được giới quan sát quân sự Mỹ như đứng ngồi không yên. Theo một báo cáo, vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, tàu đổ bộ tấn công LHD đầu tiên thuộc lớp Type 075 của Hải quân Giải phóng Trung Quốc PLAN đã có chuyến thử nghiệm đầu tiên trên biển. Đây là con tàu cỡ lớn với mặt boong rộng có thể tiếp nhận và triển khai nhiều máy bay trực thăng được Trung Quốc hoàn thành trong một thời gian ngắn đáng kinh ngạc. Trong khi đó, chiếc thứ hai của lớp này được hạ thủy và cũng chờ đến ngày thử nghiệm. Chiếc Type 075 đầu tiên trong chuyến đi biển. Chiếc tàu đổ bộ tấn công Type 075 đầu tiên vẫn còn chưa được đặt tên đã rời bến của xưởng đóng tàu Hộ Đông Trung Hoa ở Thượng Hải, nơi mà chiếc thứ hai cùng lớp cũng đã được hạ thủy và đang neo đậu. Theo truyền thông Trung Quốc, chuyến đi này sẽ giúp tàu kiểm tra các hệ thống như động cơ đẩy, định vị, liên lạc và thiết bị điện tử khác. Họ cũng nhận định nó sẽ gia nhập biên chế trong 1 đến 2 năm tới. Trước đó vào tháng 4 năm nay, con tàu xảy ra một vụ cháy khá lớn chưa rõ thiệt hại. Đám cháy có vẻ như xảy ra ở khoang chứa trực thăng ở phía dưới mặt boong của tàu. Mặc dù vệt ám khói từ vụ hỏa hoạn vẫn có thể thấy được trong chuyến ra khơi, tuy nhiên có vẻ như mọi thiệt hại đã được khắc phục triệt để. Chiếc Type 075 đầu tiên bị cháy hồi tháng 4 vừa qua. Nói về tốc độ đóng chiếc Type 075 thì phải công nhận quả thật ấn tượng. Chiếc đầu tiên hạ thủy ngày 25 tháng 9 năm 2019, tháng 4 năm nay, chiếc thứ hai cũng được nhà máy hoàn thành. Trong tương lai, chiếc thứ ba cũng sẽ nhanh chóng lộ diện. Đây là lời đáp trả của Trung Quốc cho tàu đổ bộ tấn công thế hệ thứ hai của Hải quân Mỹ, chiếc USS Tripoli LHA-7 lớp American, chiến sĩ Hải quân Trung Quốc PLAN trong lễ hạ thủy tàu đổ bộ Type 075. Hiện chưa rõ lượng giãn nước của Type 075, tuy nhiên người ta ước tính nó vào khoảng 35.000 đến 40.000 tấn. Như vậy Type 075 lớn hơn đáng kể so với mẫu tàu đổ bộ Canberra của Australia 27.500 tấn và tàu đổ bộ Dokdo của Hàn Quốc 18.800 tấn. Có thể nói thiết kế của Type 075 có kích thước khá tương đồng với lớp WAPS của Hải quân Mỹ. Type 075 chuẩn bị rời cảng neo đậu. Với vai trò tàu đổ bộ tấn công có thể triển khai trực thăng, Type 075 dự kiến có thể mang theo 28 đến 30 trực thăng các loại như Z8, Z9 và tương lai có thể là cả phiên bản hải quân của Z20. Ngoài ra, Trung Quốc có vẻ đang dự định kế hoạch triển khai máy bay không người lái UAV cất hạ cánh thẳng đứng Vtol lên Type 075. Mô hình trực thăng và máy bay không người lái được thử nghiệm trên boong tàu Type 075 hồi tháng 7. Sau Type 075, Trung Quốc được cho là đang có ý định triển khai một tàu đổ bộ tấn công khác có sức mạnh hơn. Tháng trước có thông tin rằng nước này đang lên kế hoạch thiết kế Type 076, lượng giãn nước khoảng 40.000 tấn. Người ta suy đoán đây là một mẫu tàu sân bay hạng nhẹ với hệ thống máy phóng điện tử, có khả năng cất và hạ cánh, cả máy bay cánh cố định. Mẫu tàu mới này dù chưa được chính phủ phê duyệt, tuy nhiên nó cũng có thể sử dụng đến 30 trực thăng và UAV. Type 075 trong chuyến đi biển thử nghiệm. Đồng thời Type 075 dường như đã đổi mới cơ bản cũng như nâng cao khả năng tấn công đổ bộ của Hải quân Trung Quốc. Con tàu mới này có thể triển khai đến mọi khu vực ở châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Biển Đông. Có thể nói, nó chính là một đối thủ nặng ký, không thể coi thường. Nhìn chung, Type 075 là mẫu tàu đổ bộ tấn công mới khá hoàn thiện của Trung Quốc. Có thể nói là vượt trội các mẫu trong khu vực hiện nay, là một trong những thành tựu nổi bật của ngành đóng tàu Trung Quốc trong thời gian qua, có thể nâng cao sức triển khai hải quân đánh bộ nước này đến nhiều khu vực. Cận cảnh mặt boong tàu Type 075. Cùng với việc sức mạnh của đối thủ tiềm năng được nâng cao, thì áp lực đè nặng lên các nước có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc cũng tăng lên, nhất là các nước ở Đông Nam Á có tiềm lực quân sự khá hạn chế. Do đó, người Mỹ cũng như đồng minh của họ trong khu vực đang vô cùng quan tâm đến con tàu đổ bộ tấn công mới của Trung Quốc. Tàu đổ bộ Type 075 neo đậu tại cảng. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.